Xin được chuyển sang những tin tức khác. Sáng nay ngày 1 tháng 5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, trời chuyển mát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ sáng gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.